cháy lớn khu nhà xưởng tại quận Hà Đông. Khoảng 8 giờ sáng nay, 20 tháng 10, hỏa hoạn dữ dội đã bùng phát tại khu nhà xưởng ở địa phận giáp danh hai phường Hà Cầu và Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội. Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa hình thành và nhanh chóng bùng phát tại khu vực nhà xưởng cấp 4, bất chấp thời tiết mưa rét. Khu đất này do Trung tâm Quỹ đất quận Hà Đông quản lý, vốn không có chức năng hoạt động, kinh doanh kho xưởng, nhưng từ nhiều năm nay vẫn tồn tại và từng xảy ra hỏa hoạn hồi tháng 2 vừa qua. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Hà Đông đã khẩn trương đến hiện trường, phối hợp cùng các đơn vị chức năng giáp danh triển khai phương án dập lửa, tìm kiếm cứu nạn. Thông tin với phóng viên An ninh Thủ đô lúc 9 giờ 10 phút, chỉ huy công an phường Hà Cầu cho biết ngọn lửa đã cơ bản được khống chế. Lực lượng chức năng đang tiếp tục tiến hành dập lửa, ngăn cháy lan, đặc biệt tìm kiếm, xác định xem có người mắc kẹt hay không.